gần 3 năm không hết, uống thuốc tùm lum hết rồi. Thì các bạn thức thứ ba nó vậy nè, thứ ba nó lại đúng vậy. Em cầm cầm cuốn sách này, tôi lấy cuốn sách tôi đọc, nó cũng đúng vậy. Nào, bước lại vậy, sau thế vậy, cũng giống vậy, kéo lại chung chung. Bây giờ cái loạt bài này ngưng và làm bài khác, không chơi cái đó nữa. Học bài này bắt đầu kiếm nó cái dạy, mình đứng dậy. Tháng 6 thầy về bển kêu mấy thằng bên quận 6 cái bà tạo qua nó học nó bảo. Tôi cũng nói cơ bản khoan. Nè, đứng dậy. Dạ. Đứng dậy ha. Không cần sắt nữa, bỏ đi, tôi chỉ anh. Cái tay em để vậy. Nha, cái tay kia để vậy. Cái tay này nè, rải qua. Thì anh đứng cái chân rộng rộng nha. Thì anh nghiêng qua này thì để cái tay này. Anh đưa cái tay này qua thì sàn nó qua bên này, úp nó xuống. À, rồi cái tay này dưới này ngửa qua sàn bên này, úp nó xuống, cứ vậy thôi. Thả lưng lên một bài, cái động nhẹ nhàng. Ô, rồi nó đã, nó nhẹ. Cũng hay làm cái động tác này. Đó, nó tự nhiên nó dễ dễ cái đường. Nghĩ nó không phải là nó cứng nè, lên vậy cái này nó móc lên nè. Bàn tay không thấy ngửa lên, nhưng bàn tay nó giống như anh móc gạo này, rải xuống ruộng, con này móc cái gạo này, rải xuống ruộng, cái tay nó phải rải, mới đầu không phải chém mà nó rải, nè cái tay này, lên một tay nó nóng vậy, rải gạo, tay nhẹ nhẹ, rồi cái tay này kéo cái tay, lật móc gạo này, hấp gạo này, rải nè. Cái này để vậy nha, coi từ từ nè, móc gạo lại lại cái tay nó hơi chân lên nha, thấy không, để xuống thì cái tay kia kéo đây là sao, đây móc gạo đây đó, rồi cái tay này móc gạo bên cái túi này móc là lại, mà em móc bữa nào thì xin nó thành nó có từ từ, thì mới đầu tập chưa quen thì dần tập hơi cứng cứng hết bệnh thì nó mèo, thì nó đọc bệnh nó phải cứng. Chú mình có xoay chuyển chân không này? Không, chân là đứng đứng không? Đứng cố định. Mà nó cứ xuyên qua vậy. Qua vậy. À, nè, thấy không nè? Một. À, chỉ đứng chỉ tấn thôi. Và bốn. Còn nếu nó đau nó sẽ, nó không cho chuyển dần dần, nó mềm hết. Nè, tôi làm từ từ, tôi làm theo tôi nè. Nè, một. Có gì đó, khi nó hết bệnh thì nó sẽ múa được, mỗi đầu nó cứng ngắc, nó đau. Cái tay này qua thì cái tay kia chạy theo, chạy xuống dưới. Rồi cái tay này chạy dưới, chạy qua lên trên thì bên tay mình sẽ xuống dưới. Tức là tay trên thì dưới lúc nào nổi lên xuống. Nó nổi lên xuống nè, dưới, lên trên, dưới, lên trên. Tức là cái này nó ngửa út, lên trên, ngửa lên. Rồi cái này xuống đây, ngửa lên. Ngửa lên, hai thằng nó ngó nhau rồi. Qua đây ngó, qua đây hai thằng ngó nhau, qua đây hai thằng ngó nhau. Nó có vẻ nhẹ nhàng. Đó, bài số 3 thích đơn giản mẹ vậy, về quê hoài hết mẹ. Mà thường thường về đó, anh muốn gọi anh cầm trái banh hay cái gì đó, nó nặng nặng anh cầm cho nó có cơ. Nó có cơ là thấy mềm ra hết.